Đồ Hôm Anh Thao xin được kính chào quý vị, và hôm nay em sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thước phim về bộ bàn ghế Vạn Phúc Kim Tiền. Tuy nhiên thì đây là bộ bàn ghế 10 món. Mỗi bộ bàn ghế thì sẽ có một cái nét đẹp riêng, và mỗi cái bộ bàn ghế khi mà sản xuất ra trên chất liệu gỗ mun hoa thì lại mang một cái dấu ấn đặc biệt riêng để quý vị có thể chọn lựa phù hợp với lại cả mình. Và bộ bàn ghế này thì cũng là Vạn Phúc Kim Tiền nhưng mà lại làm trên một cái lô gỗ khác, nên là nó sẽ có cái điểm nhấn khác, nét đẹp khác để quý vị có thể lựa chọn. Và bộ bàn ghế này có 10 món, bao gồm một bàn, 4 chiếc ghế đơn, một đoản, 2 chiếc đôn kẹp và 2 chiếc đôn ngồi. Với cái thành phần này, với những các cái thành phần này và đoản dài lên đến 2m4, thì với cái cả những các cái căn nhà nào mà có căn phòng khách với 15m2 trở lên là quý vị đã có thể kê cái bộ bàn ghế này rất là đẹp rồi. Thế nên là đây chính là một mẫu bàn ghế mà mang cái led rất là cổ kính nhưng mà lại vô cùng sang trọng trên chất liệu gỗ mun hoa mà em Minh vừa giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Những chi tiết trên bộ bàn ghế này thì đầu tiên thì sẽ phải kể đến các cái hình ảnh ngũ quan ở trên đầu trương của cái chiếc ghế đơn. Cái hình ảnh ngũ quan này thì sẽ tượng trưng cho sự bổng lộc, cho sự thăng tiến trong công việc của những các cái thành của những thành viên trong gia đình. Và bên cạnh chiếc ngũ quan chính là hình ảnh của hai ông nghê ở hai bên để tạo lên cái sự phong thủy, về sự trấn trạch, về sự an gia, để bảo vệ những thành viên trong gia đình. Ở phía dưới này, trên cái tất cả những các cái hình, trên tất cả những vách tượng hay là ở trên tay của bộ bàn ghế thì đều được đục chạm rất là nhiều các cái chi tiết, đục rất là tinh tế và sang trọng để có thể tạo nên được một bộ bàn ghế chỉnh chu và đẹp đẽ như thế này. Trên cái mỗi cái chiếc ghế thì sẽ có một cái nét đẹp riêng, bởi vì vân gỗ mun hoa thì trên mỗi cái thành phần thì sẽ có một cái đường vân gỗ linh hoạt. Thế nhưng mà cái gam màu gỗ thì đã được Đồ Gỗ Hương Thao chọn lựa để có thể hài hòa nhất cho cả bộ bàn ghế. Nó rất là đẹp phải không ạ? Và bộ bàn ghế này thì có một chiếc đoản, như em Minh vừa nói, chiếc đoản này là chiếc đoản dài lên đến 2m4. Đó, chiếc đoản dài 2m4 với cái ván mặt vô cùng đẹp đẽ, như là sóng nước, như là mây trời khoe vân như thế này, thì thật sự đây chính là một bộ bàn ghế phải nói rằng là cao cấp trong cái phân khúc bàn ghế cao cấp. Như ở đây thì khi mà ngồi vào như thế này thì cảm giác ngồi rất là thoải mái. Đồ Gỗ Hương Thao luôn luôn hướng đến cái trải nghiệm ngồi của quý khách hàng trên mỗi bộ bàn ghế để có thể chế tác ra các cái sản phẩm bàn ghế phục vụ cho mọi người. Thế nên là khi mà ngồi vào thoải mái, khi mà ngồi vào nhìn những các cái thành phần xung quanh cái bộ bàn ghế này, cảm giác rất là sang trọng và tinh tế như thế này thì cảm giác rất là dễ chịu và thỏa mãn, đúng không ạ? Tiếp theo thì giữa mỗi bộ bàn ghế chính là chiếc bàn, chắc chắn rồi. Chiếc bàn này thì được đục chạm rất là đơn giản thôi, thế nhưng mà lại mang được một cái màu sắc rất là đẹp đẽ, bởi vì là những các cái đường vân gỗ mun hoa như thế này đã tạo lên được cái nét đẹp cho cái chiếc bàn này rồi. Thế nên là việc đục chạm không quá nhiều thì sẽ làm cho cái bộ bàn ghế nó đẹp đẽ hơn và tôn lên được cái sự sang trọng hơn. Khi mà bàn giao thì Đồ Gỗ Hương Thao chắc chắn là sẽ đi kèm thêm một chiếc kính bàn và hai chiếc kính của hai chiếc đôn kẹp ở hai bên như thế này, để quý vị có thể tiện việc sử dụng để những các cái vật phẩm phục vụ cho việc trà nước ở hai bên của chiếc bàn, cũng như là ở một đầu của cái chiếc đôn kẹp thì cũng để những người để quý vị có ngăn kéo để quý vị có thể để các cái vật phẩm như là chè hay là các cái vật phẩm để quý vị có thể phục vụ cho việc tiếp khách của mình. Và cuối cùng đương nhiên rồi, chính là hai chiếc đôn ngồi để quý vị có thể phục vụ cho việc tiếp khách khi mà nhà đông người. Và đó chính là tổng thể của bộ bàn ghế Vạn Phúc Kim Tiền 10 món mà Đồ Gỗ Hương Thao muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay trên chất liệu gỗ mun hoa. Nếu như mà quý vị mà thấy bộ bàn ghế là phù hợp với gia đình mình thì liên hệ với cả chúng tôi theo số hotline bên trên màn hình, hoặc là đến tại cơ sở của Đồ Gỗ Hương Thao, số 40 đường Cô 6 là ngày Mộc Vạn Điểm Thường Tín, Hà Nội, để có thể tham quan, chiêm ngưỡng và xem chi tiết các cái sản phẩm bàn ghế nội thất rất là nhiều, rất là đa dạng mẫu mã của Đồ Gỗ Hương Thao, để có thể có chọn lựa tốt nhất cho gia đình mình. Và cuối cùng thì mình xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip và chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đồ Gỗ Hương Thao xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ nội thất lần sau. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm Đồ Gỗ Hương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ mun cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ Gỗ Hương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.